Kính thưa quý vị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc vừa tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Năm 2022, với tinh thần chủ động phối hợp đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực bứt phá, các cơ quan đơn vị trong Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động thi đua, nổi bật là chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quốc phòng quân sự địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua, lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các hoạt động Tết quân dân năm với tổng số tiền 330 triệu đồng, dịp này Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không với chủ đề thi đua 50 ngày thi đua lập công quyết thắng.